Và để tiếp tục với chương trình sẽ là tiết mục múa Hà Nội 12 mùa hoa đến từ nhóm múa thôn Yên Vĩnh. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón xem. Tháng riêng hoa đào mừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng manh, những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm trên sức phương đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu. Ngược chân lối đi hoa sầu tháng bảy, trở về tuổi thơ hoa xuân tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thủy chung tình biệt thay cao, tràn ngập với rực rỡ sắc màu hoa cùng với màn múa rất mềm mại uyển chuyển của hai cô gái xinh đẹp đến từ thôn Yên Vĩnh. Xin được cảm ơn hai em rất là nhiều với tiết mục múa Hà Nội mùa hay mùa hoa.